Doãn Hải My vạch trần tính cách thật của bạn trai hậu cầu hôn, chỉ rõ Văn Hậu có tật xấu khó bỏ. Sau màn cầu hôn đầy lãng mạn của Đoàn Văn Hậu cách đây không lâu, nàng wax Doãn Hải My vừa có đôi lời chia sẻ về bạn trai, cũng chính là chồng sắp cưới của mình lên trang cá nhân. Những ngày vừa qua, người hâm mộ đội tuyển Việt Nam vỡ òa cảm xúc khi liên tiếp đón nhận tin vui từ tuyển thủ Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu. Cả hai chàng trai vừa lần lượt thông báo chuyện cầu hôn và chuẩn bị làm đám cưới. Trong khi Đình Trọng chọn đeo vào tay bà xã Huyền Trang chiếc nhẫn đắt tiền, ở không gian riêng tư lúc cặp đôi đi thử đồ cưới, thì Văn Hậu lại có màn cầu hôn kỳ công hơn với sự chứng kiến của nhiều người, thậm chí có cả pháo hoa rực rỡ tạo nên không khí lãng mạn hơn bao giờ hết. Theo đó, tối ngày 17 tháng 9, trên trang cá nhân của mình, cả Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đồng loạt đăng tải hình ảnh đàn trai cầu hôn đàn gái. Trong ảnh, cặp đôi tươi cười rạng rỡ, hạnh phúc bên nhau khiến ai nấy đều không khỏi ngưỡng mộ. Doãn Hải My giơ bàn tay với ngón áp út có đeo nhẫn và Văn Hậu cần bánh kem in dòng chữ si sát z. Một người bạn của cặp đôi cho biết, Đoàn Văn Hậu bí mật lên kế hoạch cầu hôn cách đây một tuần. Anh liên hệ bạn bè để nhờ giúp đỡ, cùng thiết kế bữa tiệc, tạo bất ngờ cho bạn gái. Cụ thể, tài khoản Facebook diễn viên Hoàng Kim Ngọc đã đăng tải clip hậu trường về màn cầu hôn của Đoàn Văn Hậu tối ngày 17 tháng 9 và chia sẻ tuyển thủ đã nhờ cô cùng những người bạn khác để lên kế hoạch cầu hôn Doãn Hải My. Chính vì thế, Hoàng Kim Ngọc và bạn bè đã bắt tay vào tổ chức. Văn Hậu được hỏi là muốn tổ chức màn cầu hôn theo kiểu hoành tráng với mấy trăm người không. Cầu thủ của Công an Hà Nội trả lời rằng anh chỉ muốn tổ chức ở không gian riêng tư. Qua thời gian bàn bạc với người đồng hành, nữ diễn viên đã quyết định tổ chức một buổi sinh nhật giả và sau đó quay xe để Văn Hậu cầu hôn. Người này cũng tiết lộ thêm, Doãn Hải My đã rất bất ngờ trước màn cầu hôn của tuyển thủ Việt Nam nhưng cũng không ngần ngại nói lời đồng ý. Về phía Văn Hậu, anh đã chuẩn bị sẵn một video với loạt hình ảnh ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ của cả hai. Sau khi nhìn lại hành trình tình yêu của mình với bạn gái, Văn Hậu đã rơm rớm nước mắt. Đến nay, 3 ngày sau khi nhận được lời cầu hôn và trở thành vợ sắp cưới của Đoàn Văn Hậu, nàng wax xinh đẹp đã gửi những lời nhắn nhủ ngọt ngào đến bạn trai. Trên trang cá nhân, Hải My viết: "Cảm ơn anh, người ít khi nói những lời xến xúa, lãng mạn mà chỉ dùng hành động, đã cầu hôn em bằng một cách mà đối với em là lãng mạn và tinh tế nhất quả đất. Một người cất công gọi cho bạn bè thân thiết của em để mọi người có thể có mặt, chứng kiến và ở bên em vào ngày đáng nhớ nhất của em. Thậm chí, nghĩ nát óc ra một kịch bản kỳ công để làm em bất ngờ, để em không nghi ngờ, không phát hiện ra chỉ vì thóc tinh lắm. Và còn nhiều điều nữa." Đồng thời, cô nàng cũng khẳng định bản thân rất may mắn khi có người bạn đời hiểu và yêu thương mình đến vậy và có những người bạn thân thiết đã đồng hành cùng cô trong khoảnh khắc hạnh phúc. Sau lễ cầu hôn, Văn Hậu, Hải My cùng nhóm bạn đã tổ chức tiệc tưng bừng và thức đêm chơi trò chơi gắn kết. Doãn Hải My cho biết họ sẽ làm lễ đính hôn và dự định tổ chức đám cưới vào đầu năm sau. Doãn Hải My sinh năm 2001, gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Cô từng ghi tên mình vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Hồi tháng 8 năm 2022, người đẹp công khai hẹn hò với Đoàn Văn Hậu. Trên thực tế, từ năm 2020, cả hai đã vướng tin đồn tình cảm nhưng không lên tiếng xác nhận. Về phía Đoàn Văn Hậu, anh chàng đang ở giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp, vừa vô địch V-League 2023 cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tuyển thủ nên duyên với Doãn Hải My và được cho là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng bóng đá Việt Nam. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên trang cá nhân khiến không ít người phải ghen tị. Nam cầu thủ từng nhận xét bạn gái là người tử tế, thấu hiểu cho công việc của mình. Cặp đôi này vừa kỷ niệm tròn 3 năm yêu nhau hôm 15 tháng 8 vừa qua và màn cầu hôn của Văn Hậu đã giúp cho chuyện tình của cả hai bước sang một trang mới.